Thế thì là rõ hết. Chuyển sang cái màn hình này thôi, Chào các bạn. Hôm nay phòng nội soi sẽ giới thiệu với các bạn là một clip quay nội soi đại tràng thông thường để xem nội soi đại tràng nó có thật sự đau đớn nhiều như mọi người tưởng tượng hay không. Mời các bạn. Trước khi soi thử hơi nước, thử hệ thống hút, chặn mức hơi thấp, bật đèn, bắt đầu đi. Có những đoạn gập góc của nó sẽ đau đấy chị. Chị Hạnh giật nhẹ chút. Giật nhẹ một chút nhé. Lần đầu tiên soi mà soi thường là chị cũng rất là dũng cảm đấy. Rồi. Chưa sạch rồi, cái đại tràng ở đây trực tràng của chị. Chưa sạch vẫn còn những cái bọt và ánh vàng và phân. Đúng nguyên tắc nhìn thấy đường đưa dây. Đường đi đang ở vị trí khoảng độ 11 giờ đây. Quay áp dây một chút, đưa dây. Tiến đây. Nó thay đổi đi ạ. Chuẩn bị. Qua đây là vào Sigma. Vùng Sigma này là cái vùng nhiều thách thức nhất ở đây. Cái đường này đưa đi đó. Nó đưa dây, đường đi đang ở vị trí 7. Ở chỗ đằng 3 giờ, 3 giờ 4 giờ đây. Qua cái nó lại ngược lại sang tầm 7-8 giờ đấy. Hơi đưa ra chút lại xoay. Ngược chiều kim đồng hồ. Đánh võng liên tục. Đừng đi. Sao không được đẩy dây một chút. Đoạn này đẩy dây nó hơi đau ở đây nhé chị nhé. Sao tốt. Qua đoạn này nó lại đang ở vị trí 5 giờ. Đấy lại 6 giờ đây. Đào dây tiếp tục đi. Nhìn thấy đường cứ tự đưa dây đi. Đơn giản không thế. Chưa nhìn thấy đường hơi rút ra một chút. Đây nó ở vị trí đằng 1 giờ 2 giờ đây. Hơi xoay dây theo chiều kim đồng hồ. Rút dây mà nó đến được. Mà nó qua được cái đoạn đấy là đỡ đau nhất. Đấy. Đang là 6 giờ đây. Giữa màn hình đây. Chưa nhìn thấy đường. Nó đang ở vị trí 12 giờ đây. Đấy, 12 giờ up dây. Up dây, ok. Up dây cái qua đây cái nào lại xuống ngay giữa. Đưa dây thêm chút nữa. Nhìn thấy đường này. Chị này đại tràng có đoạn đầu nó hơi đánh võng một chút thôi nhưng mà cũng nhìn chung là không gập góc nữa. Đang co thắt đợi không? Đợi qua cái nhu động này, đường nó mở ra mới lại tìm thấy thôi. Lại đưa dây. Chỗ này bao nhiêu? Chỗ này đang là 80 này. 80 là xem cân nhắc xem. Này sẽ đang ở đại tràng trái. Rút dây xong còn rút dây xoay dây theo chiều kim đồng hồ xem nó còn cuộn đóng thì là nó ôi rút nó tuột này nó rút tuột thì thôi chỗ này nè đang ở vị trí 3 giờ đấy. Nó rút định rút bớt cuộn ống nhưng mà nó toàn bị tụt hết thành ra nó rút dây xoay dây theo chiều kim hồ này nó đang không tụt nữa này nó đang đoạn này đang tháo được cuộn ống ok đau nhiều không chị ơi hơi đau tức đúng không rút xong này là sẽ đỡ đau rút hết cái dịch này. Chị đi ngoài như là nước nó vẫn vàng vàng chưa ở trong đúng không chị thấy chưa sạch. Tôi đi đang ở vị trí đằng nào 7 giờ 8 giờ đây. Để rút nó dây không? Còn rút được nữa. Ok, rút được. Còn rút nữa, tụt nữa hay không? Giờ đẩy dây này sẽ hơi tức ở đây nhé. Có vẻ đẩy dây không được tạo cuộn đống ở đây. Đang đưa dây mà không đi tiến được tí nào đang cuộn đống hơi đau đoạn này thì ạ đấy, qua đây ôi qua đây thêm chút nữa vào đây là chúng lại chẳng ngang rồi đang co thắt rồi đến đây rồi tụt mất một chút nữa
Đây đây, gần đến góc phải rút dây xoay dây ngược chiều thôi. À, không đến được, rút là tụt rồi, lại đưa tiếp vậy. Chị này là nó không rút được dây nhiều cho nên là vẫn đang tức ở đây. Xong lại chẳng ngang đây. Đấy, góc phải để rút dây. Xoay dây ngược chiều kim hồn. Đau đoạn này đúng không chị? Vâng, mất đoạn này, đây đến góc phải đi rồi. Rút dây, xoay dây. Qua đây nữa, góc phải đi rồi. Qua đây nốt nữa là vào đại tràng phải nữa là xong hết cái đại tràng. Chút nữa là không chưa vào được đấy. Bị hút vào niêm mạc. Đẩy dây đoạn này sẽ hơi đau chút. Nốt có gầy nữa xong chịu khó. Chấp nhận tạo quần ống ở đây là con. Cái góc này này. Đang có thắt này. Có đây xong. Rút xe. Xe mà xuống được phải đại sang phải. Chị này xoa giỏi cái đại tràng của chị này là cũng đau đấy chứ. Đây vào trong đại tràng phải đây thôi. Ok. Thế là sẽ đến lại chẳng phải đến đây là sẽ đến manh tràng. Ok, cập xong đại tràng với rồi. Xoay hết đại tràng chỗ này khoảng 70 cm, cái gì ông môn như thế này là ok. Đây là manh tràng đi rồi. Chị nằm ngửa nhá. Nằm ngửa xong rồi chị ạ, nằm ngửa cho nó thoải mái vào các cái mức giải phẫu nó đúng vị trí. Đau nhiều không chị? Cũng đau đau. Chị soi giỏi đấy, nhưng của chị thế là cũng tương đối thôi. Chưa được sạch, chị nhìn trên màn hình này. Quan sát cùng các bác sĩ có tổn thương gì các bác sĩ sẽ chỉ cho. Nhiều cái dịch bẩn quá, bác sĩ bơm rửa. Bơm rửa xong lại hút sạch. Đây là cái van bô hành, van hồi manh tràng đây. Cọc, đây là cái gốc ruột thừa rồi. Nơi tận cùng của bao giải cơ dọc giống như là cái chân ngõm, chân ngõm chân ngang. Đây có vài cái nốt này, cái nốt lympho, nang lympho nó quá mát một chút, không vấn đề gì, cái đấy là lành tính bình thường. Qua đây để vào cái van vô hành, hơi áp dây là hơi tụt rồi, còn một chút xíu xem nốt được cái đoạn ruột non này không? Đấy ok, vào trong ruột non này. Ok rồi, đoạn cuối hồi tràng đây. Không có viêm hết, không có vấn đề gì, không có Crohn, không có lao. Ok, rút máy. Giờ rút máy là sẽ hết đau, không đau. Lần sau mà soi nữa thì có dám, gây mê nữa. À, soi thường như này mà hay gây mê. Hết sạch nước thì sao này, hết sạch nước rồi. Đến lúc mà cần thiết nhất là nước phải bơm rửa thì lại hết. Đấy. Nhà chị là đằng nội đằng ngoại cũng không có ai bị bệnh viêm loét đại tràng hay là polyp hay ung thư đại tràng đâu nhỉ? Không, chị có dạ dày. Dạ dày. Hiện tại thì vẫn chưa thấy tổn thương gì cả chị ạ. Mà hôm nay chị chuẩn bị chưa được tốt lắm. Thế bao đến đây góc đại tràng trái đây. Góc trái đây, từ động đại tràng trái lại động dịch. Hút hết cái dịch này để quan sát niêm mạc ở bên dưới.
chị thì soi lúc đưa máy thì cũng không gặp nhiều cái vất vả, nhưng mà rút máy là mất nhiều thời gian để rửa sạch, để quan sát kỹ được, nhưng mà đại tràng thì vẫn chưa thấy tổn thương gì. Nếu không có vấn đề gì bất thường thì 10 năm nữa chị mới cần nội soi kiểm tra lại, và hàng năm mà tầm soát thì đi xét nghiệm mô ẩn trong phân, nếu có thì nội soi lại, không có thì thôi. Còn có những dấu hiệu bất thường ví dụ như là gầy sút cân, không tìm được nguyên nhân, hay là thiếu máu, hay là rối loạn phân thì có thể bác sĩ sẽ lại yêu cầu nội soi. Mình ra ngoài trực tràng đến nơi rồi. Trực tràng nó động dịch, sắp xong rồi chị ạ. Chị thấy hôm nay soi đại tràng có kinh khủng như mọi người hay người ta hay đồn đại hay nói chuyện không? Phải chịu được đúng không? Sau khi thử nghiệm xong thì thấy là cũng bình thường thôi, cũng không có đáng sợ như mọi người. Và thật vời, soi không đau nhiều. Mà thực ra cái đại tràng của chị hôm nay nó cũng như người khác, nó cũng khá đau. Chị cũng phải nó rất là tốt, soi rất tốt. Đây là cái đường lược này. À, không có vấn đề gì này. À, tuyệt vời, chúc mừng chị. Vâng.